Dạ vâng, em lại xin được mời chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Hôm nay ngày 5 tháng 8 năm 2024 thì bên em lại tiếp tục lên sóng để xả kho cho bác những cái bộ mic lẻ lô này. Thì ngày hôm nay có đang có một bộ Bayer K890. Hàng chỉ có một bộ thôi. Gọi là anh em gọi là hàng lẻ lô. Thì bên em lại tiếp tục lên sóng để review cho các bác và bán hàng cho các bác luôn các bác nhá. Bộ này thì ngày hôm nay là tay trơn zin nguyên bản nha các bác nhá. Tay trơn zin nguyên bản này. Nó có vài cái điểm chấm răm răm thôi, còn đa phần là đẹp mướt mát rồi ạ. Đấy, nó chỉ có một vài cái điểm gọi là hơi nhẹ, cấn nhẹ thôi. Còn nói chung là đẹp mướt mát luôn các bạn. Đẹp mướt mát luôn. Đấy, đẹp gần như là đến 98% các bạn này. Đấy, tay trơn zin nguyên bản nhá. Ok chưa các bác? Đấy, con này thì các bác nhìn nó rất là rõ chữ Bayer này. Đấy. Cái mặt kính này nó làm cái mặt mặt màn hình này nó làm khá là rõ cái chữ Bayer nó nằm trên mặt máy này. Anh em nhìn đây là nhìn trên video thấy luôn các bác này. Đấy, cả hai tay nhá. Con này đều tăm tắp cả hai tay luôn này. À, nhìn trên video nhìn thấy luôn này. Cái chữ Bayer nó nằm trên đỉnh này. Nhìn thẳng thì không nhìn thấy các bác nhá, nhìn nghiêng thẳng ra nhìn thấy luôn này. Các bác càng nghiêng thì nó càng nhìn rõ các bác nhá. Thế còn các bác nhìn thẳng này thì không thì nhìn nó rất là mờ. Đấy. Con này chỉ có một bộ thôi nhưng mà em phải nói thật các bác là từ đầu thu cho đến tay mic là đẹp mướt mắt luôn. Đấy, đầu thu nó còn rất là đẹp luôn này. Các bác nhìn này. Đó, đẹp long lanh luôn các bác nhá. Đẹp long lanh luôn. Đấy, mặt thì gần như không có vết xước nào luôn này các bác này. Rất là đẹp luôn. Nói chung là bộ này thì cam kết anh em là quá đẹp luôn này. Đó, đẹp mướt mắt luôn các bạn. Đó. Con này đặt trưng bày thì quá là đẳng cấp rồi. Đẹp từ đầu thu cho đến tay mic. Con này thì chỉ có đây, con này các bác nhìn kỹ thì mình thấy một cái vết gọi là cấn nhẹ. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, Bayer K890 hàng zin nguyên bản chính hãng cho các bác chơi quá tự an tâm luôn. Ok chưa? Rồi. Lắp lưng lắp liếc đẹp này các bác nhá. Đấy, những cái này nó vân tay rồi các thứ nó bám vào thôi. Nói chung là hàng khá là đẹp. Con này đời cao hộp sóng to nhưng mà con này không có lắp chụp các bác nhá. Đấy, cái phiên bản nó không có lắp chụp chứ không phải là chưa có các bác nhá. Đấy. Nó có phiên bản có lắp chụp và có phiên bản không có lắp chụp các bác nhá. Có chữ ký đầy đủ cả hai bên cassette đây các bác nhá. Đấy, tất cả máy này mao zin nguyên bản cho anh em. Đấy, keo cồn đây các bác này. Keo kia các keo chỉ là zin nguyên bản cho các bác nhá. Đằng sau thì vẫn đầy đủ các bác nhá, rắc ca lông, rắc 6 ly đầy đủ cho anh em. Đấy. Mặt mũi thì đẹp, mướt mát luôn. Cái này nó ở bên trong các bác nhá. Do lúc tháo ra tháo vào thì nó không tránh được cái cào của cái cạnh này. Đó, nhìn cái cạnh này, đấy, không tránh được. Thế còn đây là bên ngoài này, đấy, bên ngoài này, đấy. Đây là bên trong rồi các bác này, đấy. Không phải là bị xước đâu các bác nhá. Bên trong đây là bên trong, lúc tháo ra thì nó không tránh được cái vài cái điểm xước. Đó, cái này em còn chưa lau chùi kỹ đấy, lau chùi sạch sẽ thì đẹp lắm các bác. Bộ này thì cực kỳ là đẹp luôn và chỉ có một bộ duy nhất thôi. Đấy, ngày hôm nay thì em sẽ để cho bác giá là 2.100.000 bộ này các bác nhá, 2.100.000 bao ship này, tặng full phụ kiện cho các bác nhá và vẫn tặng cho bác một bộ pin sạc. Đấy, tai bắt tủ máy đầy đủ, một bộ pin sạc 3.3 các bác nhá. Pin là pin 3.3, sạc là sạc 4 cổng tự ngắt, có màn hình báo pin. Ok chưa? Đấy. Và tặng cho bác thêm một cái túi đựng mic vào đây. Tặng cho bác thêm một cái túi đựng mic để các bác đặt mic vào đây. Đấy, cất cho nó gọn. Ok chưa? Cái hộp đựng mic này của nhà em là hộp đựng mic cao cấp các bác nhá. Trị giá là 100.000 rồi. Đấy, bộ pin sạc này trị giá 300.000 rồi. Đấy. Bộ mic này em bán cho bác giá chỉ có 2.100.000 thôi, bao ship full phụ kiện và bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 cho bác. Ok chưa? Con này sử dụng củ K8 và cái củ này thì em cũng nói rất nhiều trong video, củ này ở Việt Nam mình chưa có bán hàng mới các bác nhá. Cho nên là các bác an tâm, tự tin an tâm 100% củ này là củ zin nguyên bản của nó. Chứ ở hàng mới ở Việt Nam mình không có bán hàng mới cái này nhá. Các bác không mua được hàng mới cái này đâu. Củ này của nó thì cực kỳ là đẳng cấp nha, củ những dòng này những dòng đời rất là cao. Và cái củ này là nó vặn, nó có một cái vết xoắn ngang đây các bác nhá. Đấy. Nó có 4 cái 5 cái cạnh xoắn ngang này. Đấy. Rất là nói chung là củ này thì cực kỳ là xịn rồi. Tiếng không này các bác gửi lại cho em. Riêng các bác cứ nhìn thấy cái củ này, các bác cứ nhìn cái củ như thế này, các bác không ưng các bác cứ gửi lại cho em. Đấy. Kể cả mua đơn vị khác mà các bác cảm thấy không thích các bác gửi cho em. Bởi vì củ này thì tiếng của nó quá đẳng cấp rồi. Riêng củ K8 này bán cho anh em là không phải suy nghĩ một điều gì cả. Ok chưa? Đấy. Tất cả những đời này thì các bác an tâm là tự ngắt gia tốc đầy đủ nhá. Và trong này chỉ có một bộ thôi cho nên em sẽ test cả hai tay luôn cho các bác. Tiếng cân đét cho anh em. Các bác về chỉ việc sử dụng, không phải động cạm căn chỉnh bất kể một vấn đề gì các bác nhá. Đây. Các bác nhìn này, từ những con ốc nó còn rất là sáng này các bác này. Nói chung bộ này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, giá là 2.100.000, bao ship full phụ kiện mà tặng cho bác đầy đủ những cái như bọn em đang vừa giới thiệu rồi các bác nhá. Ok chưa? Chân pin ruột nhựa bao cho anh em sáng và đẹp. Ok chưa? Anh em về sẵn dùng và không cần phải lau chùi gì cả, bọn em đã vệ sinh sạch sẽ hết cho các bác rồi. Và không để các bác chờ lâu, em sẽ alo thử tiếng mic và test thử chất âm cho các bác để các bác nghe thử, các bác đeo tai nghe các bác cảm nhận chất âm của nó nhá. Anh em nào chốt thì alo trực tiếp vào số điện thoại của em đây. Số điện thoại của em là 0378 030 730 hoặc 0345 220586.
anh em cũng có thể đến tại cửa hàng của em để xem hàng và mua hàng các bác nhá. Ok chưa? Địa chỉ của em tại xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Ok chưa? Đấy, và em alo thử tiếng mic cho bác nghe thử nhá. Ok. Đây em test tay này trước này. Đấy. 4 5 5 6 7 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
mất sóng. Đấy, thì các bác muốn lấy lại sóng thì tại vì là em vừa ấn cái tần số này nó lên. Bây giờ muốn lấy lại sóng thì các bác ấn vào nút set này. Đấy, hướng cái màn hình tay mic vào là tự động nó lại nhận sóng lại. Đấy. Bởi vì vừa nãy là mình chưa ấn nút set thì nó vẫn ăn sóng nhưng mà nó sẽ nhấp nháy cái màn hình. Khi các bác ấn nút set vào thì nó sẽ bị mất sóng. Bởi vì là cái tần số này em đã đảo rồi. Bây giờ thì các bác ấn thoải mái các bác nhá. Nó không, khi mà đã set lại rồi nó không nhấp nháy nữa thì các bác không cần phải động chạm gì nữa cả. Ok ạ. Thì tất cả những hàng gửi đi cho các bác ấy, là bọn em đã test tiếng mic cân cho anh em rồi. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Ok chưa? Bốn năm bốn năm sáu bảy bốn hai bốn năm bốn năm sáu bảy bảy tám chín mười lên. Tất cả là có tường ngắt gia tốc đầy đủ các bác nhá. Đấy, khi mà em tung lên nó bắt cái chép vào ấy. Em tung lên nó cao nó bắt cái chép vào đây phát là nó đấy đấy không bị đấy, ok chưa? Thì các bác biết là những cái tính năng đấy rất là ok nhá. Zip phát là nó ngắt luôn. Đấy. Đây các bác nhỉ. Tay mic vẫn đang hoạt động bình thường này. Đấy, các bác tung lên phát là nó ngắt tiếng luôn. Ok chưa? Rồi, video của em cũng xin phép được làm ngắn gọn như thế này thôi. Bởi vì là nó chỉ có một bộ thôi. Bác nào mà chốt thì cứ alo trực tiếp vào số điện thoại của em các bác nhá, hoặc là kết nối vào Zalo cho em. Xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau ạ.